vi tuổi Canh Thân 1980 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Canh Thân là một trong những con giáp may mắn được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, may mắn liên tục ập đến. Chắc hẳn quý vị rất bất ngờ, vì tuổi Canh Thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu mến, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, luôn cố gắng phấn đấu để biến mơ ước của mình trở thành hiện thực. Tuổi Canh Thân rất nghiêm túc, cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích, nhạy bén để xác định mấu chốt của vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp những người tuổi Canh Thân có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, cung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Thân trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Canh Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người hiền lành, thân thiện, mong muốn làm những điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà mệnh chủ cần sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi. Vận mệnh của gia chủ tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm thu vén nên gia chủ tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản khá hợp lý. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi. Người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khả năng thành công là rất cao, có thêm một bước lên mây sau một đêm trở thành tỷ phú. Vào tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Canh Thân sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp gia chủ tuổi Canh Thân sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của mệnh chủ, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thân sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Bước sang tháng 7 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đặc biệt, minh quang pháp bảo cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Thân, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kê phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng 7 âm lịch, quát từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Canh Thân cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này, mệnh chủ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Mệnh chủ nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Canh Thân
không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó đổ sông đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để làm vỡ, đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Gia chủ tuổi Canh Thân nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Mệnh chủ cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Đặc biệt, để mọi việc được hanh thông thuận lợi, gia chủ tuổi Canh Thân hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, phần hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con giáp. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ rực rỡ trong thời gian sắp tới. Bình duyên của người tuổi Canh Thân. Theo tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm của những người Canh Thân bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Mệnh chủ vốn là người có cá tính mạnh, sống rất đơn thuần. Mệnh chủ là người yêu thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, mệnh chủ là kiểu người hơi bất cần và liều, nên nếu đối phương phải tò mò tìm hiểu mình. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc, dù mệnh chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi áp lực khiến gia chủ Canh Thân sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Mệnh chủ nên biết dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ, giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Để kích hoạt vận khí đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, giúp những mệnh chủ đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Người tuổi Canh Thân may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng, tháng 7 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Canh Thân không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, mệnh chủ không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng cần phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, mệnh chủ cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Canh Thân 1980 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Canh Thân. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch của gia chủ tuổi Canh Thân để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục.
xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 7, tức ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Canh Dần. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 7, tức ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Nhâm Dần. Thứ ba, ngày âm lịch 22 tháng 7, tức ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, Giáp Dần. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Canh Thân tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 7, tức ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Quý Tỵ, nạp âm, Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 7, tức ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Tất Tỵ, nạp âm, Phúc Đăng Hòa. Thứ ba, ngày âm lịch 30 tháng 7, tức ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, Đinh Tỵ, nạp âm, Sa Trung Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Giá Cát đã chia sẻ lịch trình tử vi của gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.